Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là con LG Wing của em. Cái con này em đã dùng nó được khoảng tầm 6 tháng rồi các bạn. Thì cái quãng thời gian 6 tháng là một cái quãng thời gian cũng rất là dài. Và em dùng nó làm một cái máy chính luôn ấy. Cái công việc hàng ngày và giải trí hàng ngày gần như em cũng sử dụng con này luôn. Cho nên là nay em muốn chia sẻ với các bác là liệu sau 6 tháng sử dụng ấy, thì các bác có nên mua con này không? Tại vì bây giờ là cái thời của V60 này và LG Wing, thì rất nhiều anh em đang là muốn mua cái con này và cái con V60 ấy, thì các bác nên mua con nào? Đấy. Thì trước tiên ấy, em muốn nói về cái ưu điểm của con LG Wing này. Thì như những clip trước đây em đã từng làm về con LG Wing này, thì cái ưu điểm lớn nhất mà em hay nói nhất ấy, đó chính là cái màn hình mà không bị khuyết tật. Cạnh trên cạnh dưới nó còn khá dày nhưng mà nó rất là cân bằng, và hai cái cạnh bên của nó thì tuyệt vời, nó rất là mỏng rồi, có thể là nó mỏng gần như nhất so với những cái điện thoại LG gần đây ấy. Và cái độ đẹp của màn hình này ấy, cái con LG Wing này nó chỉ là màn hình Full HD thôi, nhưng mà em thấy là nó khá là đẹp luôn ấy, nó không bị ám vàng như kiểu con V50 hoặc con G8. Nó chỉ hơi hơi kiểu thiên thiên ám xanh một chút nhưng mà vẫn rất là chấp nhận được. Nếu như mà không đặt cạnh những con màn hình đẹp hơn so với con này, kiểu như con Sony 1 Mark 2 chẳng hạn, thì hoàn toàn cái màn hình này khỏi chê, miễn chê. Nó kiểu như nào nhỉ? Nó như kiểu các bác hay dùng cái màn hình LG mà mình cảm nhận được cái độ chân thực ấy. Và cái màn hình của Samsung ấy là các bác thấy nó sẽ hơi ảo ảo ấy, nó hơi đẩy màu nịnh màu lên tí, thì con LG Wing này nó ở nằm giữa khoảng đấy. Nó không phải là chân thực hoàn toàn như thời con G8 hoặc V50 nhưng mà nó không bị đẩy màu cao quá như kiểu con mấy con Samsung đâu. Nó ở khoảng giữa giữa ấy, cho nên là em thấy là nó vẫn còn rất là chấp nhận được. Chứ thực sự là nếu như mà nó đẩy màu lên như con Samsung ấy, thì thực sự em cũng không khoái cho lắm. Như con Velvet ấy là em không không khoái cái màn hình của con Velvet, tại vì cái con Velvet ấy nó cho cái màn hình nó gần giống với bọn Samsung quá, cho nên em không thích cái kiểu màn hình như vậy. Đó. Và cái ưu điểm thứ hai ấy, đó chính là cái độ hoàn thiện của cái con LG Wing này, nó phải nói là nó khá là tốt rồi. Nếu như mà những con LG gần đây thì em thấy là có con Velvet ấy, nó hoàn thiện là gần như là tốt nhất đấy, nhưng mà cái màn hình của nó thì nó lại làm giọt nước này cũng không khoái, chỉ đẹp mỗi cái màn sau thôi. Nhưng mà con này thì cái thiết kế của nó khá là ổn rồi, nó ổn hơn so với những con từ thời V30, V40, V50, cả V60 nữa. Thì con này nó hoàn thiện rất là tốt rồi, các cạnh viền tiếp xúc với nắp lưng rồi mặt trước các thứ nó làm rất là ổn rồi. Tiện đây thì em không 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 cần phải dí sát cho các bác xem, nhưng mà những clip trước đây nó từng cho các bác xem những cái khe, những cái tiếp xúc rồi, nó khá là ổn rồi. Thì đấy là cái ưu điểm thứ hai. Và em thấy là cái cụm cam của con này nó đặt dọc ấy, thì em thấy nó cũng hợp lý hơn và trông nó đẹp hơn, chứ em không thích cái kiểu camera đặt ngang cho lắm. Đó. Và nó cho cảm giác cầm rất là đầm tay các bạn, nó khá là cứng cáp và cầm nó khá là sướng các bạn. Thì đấy là mấy cái ưu điểm mà con LG Wing này nó mang lại cho em khi mà sử dụng nó được 6 tháng rồi. Tiếp theo ấy, là về phần khuyết điểm ở con LG Wing này. Thì cái con LG Wing này nó có rất nhiều cái nhược điểm ấy. Thì trước đây em cũng đã có một cái clip để mà nói cho các bác biết được là những cái hạn chế ở trên cái con LG Wing này ấy. Thì nay em sẽ nói thêm một chút nữa thôi. Thì trước tiên ấy, đó là cái cân nặng của con LG Wing này. Nó có khối lượng là 260 gram. Đấy, cho nên là nó khá là nặng các bạn. Lúc đầu em cứ nghĩ là dùng một thời gian ấy thì nó sẽ quen dần thôi. Thì cũng có vẻ hơi đúng các bạn, tại vì dùng sau 6 tháng khá là lâu rồi thì nó cũng hơi hơi quen quen. Nhưng mà thực sự là nếu như khi các bác mà dùng những cái tác vụ bình thường như lướt Facebook hoặc lướt TikTok các thứ tinh tinh ấy, thì nó cũng khá là ổn, nó không ảnh hưởng mấy. Nhưng mà khi các bác mà giả sử như các bác chơi game ấy, em thì hay chơi cái game Liên Quân này ấy, thì nó sẽ cho các bác cảm giác rất là khó chịu. Thứ nhất là vì nó sẽ rất là nặng. Tại vì chơi cái game kiểu kiểu như này, các bác phải chơi trong một thời gian khá là dài ấy. Đấy, cho các bác cầm một thời gian khá là dài, nó sẽ rất là nặng và nó cho các bác bị mỏi tay và khá là ức chế. Đấy. Và nếu như các bác dùng cái con LG Wing này mà nằm chơi game ấy, thì có khi là có ngày các bác bị vỡ mặt ấy. Tại vì nó nặng ấy, nhiều khi mình mỏi quá nó rơi sứ vào mặt ấy. Cho nên các bác
Chú ý nhé, nếu mà dùng con Wing này mà nằm thì cũng không nên đâu, nó rơi mặt thì đau lắm. Rồi. Và cái ưu điểm thứ hai của cái con LG Wing này đó là cái màn hình mà nó có thể xoay ra được ấy. Thì như các bác cũng biết rồi đấy, do em không dùng cái màn hình xoay đấy dẫn đến là em đã dán cái việc xoay đấy lại rồi. Em dán bằng cái silicone ấy, thì mấy clip trước em đã khoe với các bác rồi, thì em dán xung quanh cái này rồi. Và em dán trong vòng 6 tháng nay rồi. Đây này các bác, nhìn không biết các bác có thấy không? Thì đây này. Đây em dán vào rồi. Thì trong vòng 6 tháng vừa rồi em dùng ấy, thì cái việc dán này nó không ảnh hưởng gì cả, và nó cái keo silicone này nó dán rất là chắc chắn, nó không, từ 6 tháng này em cần chưa cần phải thay silicone hoặc phải phải bơm lại em gì cả, hoặc chưa phải làm gì cả, nó vẫn đẹp như xưa. Cho nên là em thấy là cái việc em dán silicone này là một việc rất là đúng đắn luôn, đúng đắn đối với em thôi nhé, không phải đối với các bác. Còn các bác thực sự là nếu như cứ dùng con LG Wing này mà các bác để mà xoay ra xoay vào, ví dụ xem YouTube rồi sử dụng màn hình phụ ở phía dưới đây một chút nữa ấy, thì nó cũng khá là ngầu ngầu đấy, nhưng mà đối với em thì nó hoàn toàn nó không có một cái ý nghĩa gì đối với em cả. Cho nên là em dán sử nó vào rồi, cho nên là đối với em ấy, cái việc màn hình xoay này nó gần như không có tác dụng gì đối với em hết. Còn các bác có thể sử dụng nó với mục đích này mục đích kia thì đấy là tùy nhu cầu của mỗi người thôi. Còn đối với em ấy thì đúng là có màn hình xoay thì xoay ra xoay vào thì để khoe thiên hạ, để lừa thiên hạ thì cũng vui thật, nhưng mà cái giá trị thực tế ấy, nó mang lại nó không không nhiều. Kể cả bác chơi game, các game cái thứ ấy, nó cũng chưa hỗ trợ cái màn hình phụ nhiều, cho nên là gần như nó không 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 có tác dụng mấy ấy. Cho nên em cũng đã dán nó vào rồi, không cho nó xoay nữa. Thế và cái ưu điểm thứ ba của nó nữa ấy, đó chính là cái camera thò thụt này các bác. Đây này, thì các bác biết rồi đấy, cái con này nó làm camera dạng thò thụt như này. Đây này, đây này, đấy đó. Thì các bác biết rồi đấy, không phải là em chê cái chất lượng camera của nó, chất lượng camera trước của con này nó cũng khá là ổn. Tuy nhiên ấy, thì khi mà làm camera thò thụt như này này, nó hay bị bụi ở ở phía này này, ở ở trên camera ấy, nó hay bị bụi lắm, nó hay bị bụi lắm, và em thường xuyên phải lau ấy. Có lúc nhiều lúc không 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 có gì lau, chỉ phải lau bằng tay luôn ấy. Nó bị rơi bụi vào những cái kẽ này các bác, bụi nó sẽ đi vào những cái kẽ này này. Các cái dù các bác có để trong túi quần nó vẫn bị bụi vào trong cái kẽ này nhé, và chả có cách gì để mà hạn chế được cái này cả, trừ khi các bác lấy băng dính dán cái camera trước và không dùng nữa thôi. Chứ còn phải dùng, còn dùng camera trước ấy, thì sẽ phải gặp tình trạng bụi, nó là bụi rất nhiều luôn đấy. Đấy, cho nên các bác lưu ý cái điểm này nhé, nếu cho bác nào mà không chịu được cái điểm này thì cũng không nên mua cho Wing đấy. Và cả cái cụm camera sau này, thế cái chất lượng đem lại của cái cụm camera sau này nó không thực sự ở nổi trội, nó ở mức khá thôi. Nói chung là so với con V50 ở đây thì thực sự là em cũng chả thấy nó hơn gì mấy, nó cũng xem xem này, nó có mấy một vài tính năng hay ho hơn như kiểu gimbal cái thứ, thì thực ra là nó cũng cũng chỉ để khoe thiên hạ thôi, cũng cũng chả dùng được vào thực tế nhiều cho lắm đấy. Tại vì khi mà quay ở chế độ gimbal ấy thì nó chỉ dùng hai cái camera và góc rộng này thôi, cho nên chất lượng hình ảnh nó bị giảm đi, cho nên nó cũng không phải là cái đột phá gì nhiều. Nên cái cụm camera sau này nó cũng chỉ là ở mức khá thôi các bác nhé, không phải là quá ngon đấy. Cho nên là đấy cũng là một cái ưu điểm của cái con Yeezy Wing này. Rồi. Và cái ưu điểm tiếp theo ấy, đó chính là cái hiệu năng của cái con Yeezy Wing này. Thì như em nhớ ấy, là ở cái thời Android 10 ấy, thì cái tình trạng giật lắc của nó khá là thường xuyên, nhiều khi là vuốt Facebook như này thôi nó cũng hay bị giật giật khựng khựng ấy, chưa nói đến chơi game nhé, vuốt những tác vụ bình thường thôi nó cũng đã hay bị khựng rồi. Nhưng mà từ thời lên Android 11 đến giờ ấy, thì cái cho trải nghiệm nó lại tốt hơn, nó mượt hơn các bạn, nó mượt hơn phải nói là rất là nhiều luôn ấy, và cho cái trải nghiệm chơi game cũng ổn hơn nữa. Thì đây, game thì em cũng chẳng chơi gì nhiều đâu, chỉ chơi mấy cái game vớ vẩn này thôi, đặc biệt là Liên Quân thì hay chơi hơn, tại vì nhiều khi các bác chơi nhiều quá thì em phải chơi để mà test cho các bác biết thôi. Thì nói thật là để chơi cái game Liên Quân này thì em không biết các bác nào dùng LG, các bác hay than thở là LG mình nó chơi game rất là tệ, rất tệ, và FPS nó tụt xuống rất là sâu ấy, kiểu còn 30 40 kiểu kiểu đấy. Thì em nghĩ là do chắc các bác cài đặt kiểu gì thôi, trong cái này chắc các bác cài đặt nó không không để cái chất lượng để hình ảnh được các thứ, ví dụ như cái đâu nhỉ, cái FPS đây này, đâu em chỗ nào nhỉ, đâu rồi, điều khiển thiết lập giao diện đây này, ví dụ này, các bác không để cái FPS này nó cao hẳn lên ấy thì có thể là các bác gặp cái tình trạng đấy thôi. Chứ em thấy là
Em chơi con LG Wing này bao nhiêu ván này, 6 tháng trời nay chơi thì nó cũng chả biết bao nhiêu ván, nhưng mà em chưa bao giờ thấy nó tụt FPS xuống 58 luôn đấy, toàn chỉ có 59, 60 thôi. Cho nên là không biết hiểu các bác đang chơi, đang cài đặt LG như thế nào thì em không rõ, nhưng mà chưa bao giờ có hiện tượng mà nó xuống đến đến 58, huống chi là xuống đến 20, 30. Đấy là cái con chip của cái con Wing này, nó chỉ là con 765G thôi, nó là con chip gọi là tầm trung đấy. Nhưng mà em đã không bị gặp hiện tượng đấy rồi, và em chơi rất là bình thường thôi, chỉ mỗi cảm giác là nó hơi nặng cầm, nó thao tác nó hơi bị đuối đuối tí thôi, chứ còn thực sự là trong khi chơi ấy, thì nó cũng chẳng 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 có giật lag mấy. Đúng là thời Android 10 thì nó có giật lag hơn, nhưng mà lên Android 11 ấy, thì nếu mà riêng về cái game Liên Quân này nhé, em chơi trên cái con LG Wing này em chơi lại thấy nó ngon, nó không vấn đề gì cả, nó khá là mượt luôn. Tất nhiên là không thể mượt bằng cái con LG V50 này được, nhưng mà nó cũng không kém cạnh gì đâu. Nếu mà riêng cái game Liên Quân nhẹ nhàng nghe thôi thì không vấn đề gì cả, các bác chơi kẹt luôn đấy. Cho nên là về hiệu năng ấy, thì đúng là cái con chip 765 nó là một hạn chế, nhưng mà không phải là nó quá là yếu đuối, nó không phải là quá là yếu đuối kiểu là không thể dùng được đâu. Em thấy vẫn dùng được, chơi mấy cái game bình thường như kiểu Liên Quân, mấy cái Call of Duty thứ thì vẫn chơi được nhé, không vấn đề gì cả đâu nha các bác. Cho nên các bác là mà nếu như mà đúng là cày game thì bác không nên mua con Win đấy, tại vì nó nặng và nó rất nhiều yếu điểm nên đấy. Nhưng mà nếu mà chỉ để chơi bời vớ vẩn như em ấy thì cái việc hiệu năng bởi còn chiếc 765 là hoàn toàn đáp ứng được. Cái điểm tiếp theo cũng là một cái điểm rất là lớn, đó là cái con LG Wing này nó không còn cái jack 3.5 nữa, và nó cũng không có cái chip DC nữa, dẫn đến là việc nghe nhạc bằng tai nghe ở trên con LG Wing này nó phải nói là nó không có gì nổi trội cả, nó ở mức trung bình thôi, như bao điện thoại khác thôi, nó không có gì chất riêng như kiểu là cái con LG V50 này nữa. Đấy, cho nên là các bác nếu mà mua LG Wing ấy, thì các bác cũng nên cân nhắc về việc mà nếu các bác có nghe nhạc trên LG Wing ấy, thì nó cũng không còn được ngon nữa. Đấy, đấy là cái ưu điểm mà đối với em thì em thấy nó rất là thiệt thòi, nó không thể ngon như con LG V50 về việc nghe nhạc được. Đó. Và một cái ưu điểm nữa ấy, đó là vì việc pin của cái con LG Wing này, thì cái con LG Wing này nó cũng có cái dung lượng pin là 4.000 như con V50 này. Tuy nhiên ấy, thì cái thời lượng sử dụng pin trên con V50 này nó vẫn ngon hơn nhiều so với con LG Wing này. Ví dụ như con LG V50 này em sử dụng nó rất là nhiều lần rồi, rất nhiều máy rồi, thì trung bình ấy, đối với cái nhu cầu sử dụng của em ấy, thì em sử dụng con V50 này được tầm khoảng 7 tiếng, thì cái con LG Wing này nó chỉ được khoảng tầm gần 6 tiếng thôi, có nghĩa là nó thua tầm khoảng hơn 1 tiếng một chút đấy. Thì đây cũng là một cái ưu điểm của nó, mặc dù em không sử dụng mà hai màn hình đâu nhá, em chỉ sử dụng một màn hình đấy y chang như con này thôi, nhưng mà con LG V50 nó còn màn hình 2K nữa, nhưng mà nó vẫn cho cái thời lượng pin tốt hơn so với con LG Wing này. Thì cái sử dụng pin này thì cũng là đối với tùy người thôi, như kể cả con V50 cũng thế thôi, có người sử dụng được những 9-10 tiếng, có những người thì sử dụng được khoảng 4-5 tiếng thôi, thì đó là mỗi cái nhu cầu sử dụng mỗi người thôi. Đương nhiên là pin thì nó cũng ảnh hưởng, tại vì pin thì nó có thể là con này con kia, nhưng mà đa số là phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của mỗi người ấy. Người này thì sử dụng kiểu này, người sử dụng kia, nhất là cái để độ sáng màn hình này để thấp ấy, thì nó sẽ ăn pin thấp thôi. Cho nên các bác nào mà khoe mà con V50 này được khoảng 9-10 tiếng thì toàn là cái ông để cái độ mà sáng màn hình rất là thấp luôn. Đấy, cho nên là cái pin ấy cũng là một cái điểm yếu của cái con Wing này. Và một cái điểm yếu mà sử dụng lâu ngày mà em mới biết, đó là cái phụ kiện cho con LG Wing này ở trên Shopee hoặc trên các trang thương mại khác ấy, nó rất nhiều phụ kiện nha các bác, kể cả ốp cũng có rất nhiều nha, ốp có rất nhiều nha, dán màn hình, dán cường lực UV, rồi dán lưng các thứ nó đều có hết, kể cả cái hai con cá chép này các bác mua trên Shopee đều có hết nhé. Các bác mà con nào không biết thì các bác cứ cứ đánh gõ cái tên là gọi là Linh Phù, đúng rồi, Linh Phù điện thoại là nó ra hết rồi, các tìm nó sẽ ra. Cái này thì đầy trên Shopee nhé, các bác không cần phải hỏi em đâu, đầy trên Shopee luôn, hai con cá này con khác cũng có đấy, trên Shopee nhiều Linh Phù nhá, Linh Phù đấy. Thì cái con Wing này nó rất nhiều phụ kiện đấy, kể cả dán camera này cũng có hết, nhưng mà các phụ kiện mà em cần thì nó lại không có. Nó là một cái ốp lưng mà nó có thể ốp được toàn bộ cái phần trước của con Wing ấy. Các bác nhìn thấy này, cái ốp như cái ốp ốp lưng này ấy, nó chỉ ốp được cái phần dưới
của con LG Wing thôi, tại vì các bác biết là con LG Wing nó có thể quay xoay ra được. Thì dù các bác thì đối với những ốp như này thì các bác có thể là ốp được và các bác vẫn có thể xoay ra được. Đấy, xoay ra được nhé. Nhưng mà đối với cái nhu cầu sử dụng của em ấy, thì em lại cần một cái ốp mà nó có thể ốp được hết, như kiểu con V50 này chẳng hạn, cần nó ốp được toàn bộ cái khung viền ấy, toàn bộ khung viền như kiểu như này, toàn bộ hết như này. Đấy, nó chỉ để chừa phần màn hình ra thôi, thì cái con Neowin nó không làm được, nó chỉ có ốp nửa cái thân dưới thôi và nó hở ra như này. Và việc nó bị hở ra như thế đấy, nó bị cái hiện tượng như này này, tại vì cái điện thoại này em hay đút túi quần ấy, em hay đút cái kiểu màn hình này vào bên phía trong ấy. Thực ra là phía trong hay ngoài em nghĩ là nó như nhau thôi. Thì đây các bác nhìn thấy là nó bị xước ở những cái góc này này, tại vì em hay đút cái chiều này xuống ấy các bác, cái chiều có cái camera này, em cứ cầm vầy xong rồi em đút xuống luôn, mà đút vào túi luôn, cầm như vầy sử dụng mà đút vào túi luôn, thì đa số là em đút cái chiều này xuống. Thì đây này các bác này, nhìn các bác này, em đút nhiều quá là cái con earwing nó bị mòn luôn này, mòn góc luôn này. Đây không biết các bác có nhìn rõ không, đây này, đấy chỗ này này, mòn góc này này, mòn nó chóc sơn ấy, nó bị mòn ấy, nó mòn sơn chứ không phải chóc sơn nhé, nó mòn luôn ấy, tại vì cứ bị ma sát nhiều ấy, nó mòn. Bên này cũng bị này, đấy các bác nhìn thấy không. Đây. Đây, cho các bác nhìn nó rõ tí. Đây chỗ này này. Đấy, nó mòn sơn nhé các bác, không phải là gọi là chóc sơn đâu nhá, nó mòn, nó bị bay màu đi ấy. Đấy, và cả phần dưới này nó cũng bị chút chút nữa. Đâu rồi? Đây. Phần dưới này nó cũng bị chút chút, nhưng mà phần dưới thì nhẹ hơn, tại vì nó không em không 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 đút ở phần dưới. Đấy, cho nên là không biết các bác dùng con Ezwin này lâu thì có biết thượng như em. Như em không, nhưng mà em thì bị hiện tượng mà mòn cái sơn ở góc này đấy một tí, cho nên là em cần một cái màn một cần một cái ốp nó có thể che kín được hết đấy. Che kín được hết thì khi mà mình đặt ở đâu đó, quăng quật đâu đó thì mình cũng đỡ sót cái máy hơn, đỡ bị nó va đập hơn. Chứ còn nếu mà chỉ ốp nửa cái màn hình này này, nhiều khi là có bị vật gì nó va đập vào phần trên này này đấy, dẫn đến nó có thể bị xước. Còn bây giờ hiện tại thì em không không dùng một cái dán gì trên cái màn hình này cả, tại vì dùng kể cả em dùng cờ lực UV rồi, dùng PPF rồi, thì dùng PPF thì vẫn sướng hơn nha các bác, nó mỏng và nó che kín đều hết được cái màn hình ấy, thì nó vẫn sướng hơn cái UV. Nhưng mà nó vẫn hơi rít tay rồi các thứ này, em cũng không khoái lắm, vì sao em cũng lột hết. Giờ nói chung là dùng trần hết và dùng 6 tháng rồi các bác, dùng 6 tháng rồi thì thực sự là nó cũng không bị sức nhiều đâu các bác. Có thể là tính cách của mỗi người, như em thì em cũng khá là giữ máy, cũng không có làm gì quăng quật nó lắm, thì nó cũng gần những chưa sức gì các bạn, chế sức nhấp xăm nhỏ xíu xíu thì gần như không thấy này, có thể này nó gần như không thấy luôn các bạn. Đấy, cho nên là em nghĩ là việc dán màn hình của điện thoại bây giờ nó thực sự là không cần thiết nữa các bạn, em nghĩ là không cần thiết nữa, để trần dùng sướng cho sướng các bạn. Một đời ta ba đời nó, lo gì, không phải lo đâu các bác, nó cũng không sức nhiều đâu mà, thì các bác cũng không cần phải quá bảo vệ con máy mình làm gì. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà đi làm việc ấy, đi không thể nó mình khi mình làm việc thì mình không thể là để ý được cái máy mình mấy, nhiều khi là đưa bạn cầm, đưa bạn mượn, hoặc là làm gì đấy mình đang bận tay ấy, mình hay cái thói quen là mình phải để máy ra chỗ khác ấy. Cho nên là cũng khi mà đi làm thì đúng là em cũng phải cần có một cái ốp. Cái ốp thì mới khi mình đặt xuống bàn hoặc đặt chỗ nào đấy mình không phải nhẹ tay, không phải lưng rẹ gì cả, cho nên là cũng cần một cái ốp, và em cần một cái ốp nó phải kín hết thì nó mới sướng hơn. Nhưng mà bây giờ là hiện tại là không có ốp đấy, hoàn toàn không có ốp đấy. Và cái ốp có cái ốp mặt ở mặt trước này nhé, nhưng mà có ốp riêng cho mặt trước này, để mà khi mà ốp nó vào rồi vẫn xoay được, nhưng mà nó rất là cồng kềnh luôn các bác. Em đã xem mấy cái YouTube rồi, mấy cái YouTube mà các bác nước ngoài hay có cái gọi là cái ốp cho cái màn hình trước này này, thì nó nói chung là đối với thẩm mỹ của em thì nó rất là xấu và nó cồng kềnh. Và thực sự là các bạn, con Neodymium thì nó đã nặng rồi, 260 kia 260 gram rồi, mà lại thêm cái ốp này nó tầm khoảng 1 gram nữa. Đấy, nó phải tầm 1 gram đấy các bạn, phải tầm 1 gram đấy, hơn 1 gram một chút, thì nó tổng nó lên là 360 gram, thì nó càng làm cái máy này nó nặng thêm các bạn. Đấy, và khi mà cầm cầm con máy cầm con Wing này mà có đeo ốp như này, có đeo ốp như này em thấy nó chả đẹp đi nào, chẳng đẹp tí nào luôn các bạn. Khi mà cầm con Wing mà có đeo ốp như này em thấy nó xấu, phải nói là nó hơi thô kệch ấy. Nó lòi ra này, 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 lòi cái này ra này, lòi hai bên nữa này. Cho nên là
tầm vĩ mỗi người thì mỗi khác thôi, nhưng mà đối với em khi mà em đeo ốp vào cho con Wing này để em sử dụng thì em thấy nó tự nhiên con máy đẹp, nó thành cục mịch các bác, tự nhiên máy đẹp nó thành cục mịch, cho nên em không khoái. Cho nên là lúc nào mà không phải làm việc hoặc không làm gì em toàn bỏ ốp ra thôi, không có ốp dùng, cầm nó sướng, cầm con máy nó chất nó mới sướng đấy. Cho nên là đấy là mấy cái nhược điểm mà em đã chia sẻ cho các bác biết qua kênh bếp này. Thì chốt lại, liệu các bác có nên mua cái con LG này không, thì em nói luôn với các bác là các bác không nên mua nó. Tại vì sao? Đấy, tại vì thì nó có quá nhiều cái khuyết điểm, trong khi đó ưu điểm thì ít các bạn. Nó chỉ được một cái là cái màn hình và cái độ độc đáo đó thôi, lạ thế thôi, nhưng mà thực sự là nó không đem lại cái trải, không đem lại cái giá trị sử dụng thực tế nó ngon như những cái máy khác ấy. Ví dụ như so với con V60 hiện tại bằng giá nó đi, thì cái con Yowin này nó thua tất luôn, trừ mỗi cái màn hình. Nói thật với các bác thế, mỗi cái màn hình đấy. Cho nên là nếu như các bác nào mà muốn mua con LG Wing này thì các bác cần phải nắm rõ được cái nhu cầu của mình. Đấy, mình muốn gì ở con LG Wing này. Như em ấy, em bảo là em chỉ dựng mua con LG Wing này vì cái màn hình của nó thôi. Đấy, và đến bây giờ em vẫn hài lòng vì cái quyết định của mình. Tại vì em thích cái màn hình nó không khuyết tật, nó cân đối. Thế thôi. Chứ còn về hiệu năng hoặc là về camera rồi nghe nhạc thứ thì nó đều thua kém, đều thua thiệt hết. Nhưng mà tạm thời em vẫn có thể khắc phục được những cái điểm đó bằng việc mà nghe nhạc thì bằng tai nghe Bluetooth, rồi chụp hình thì em ít cũng chỉ chụp hình công việc thế thôi, còn chụp hình chính em có máy ảnh chuyên nghiệp rồi đấy. Xong rồi pin thì các thứ thì em cũng mua thêm cục sạc dự phòng nữa đấy, các thứ. Nói chung là em mua con này và cái mục đích của em mua con này chỉ vì cái màn hình thôi. Còn nếu các bác nào mà muốn mua nó để làm những việc khác nữa thì các bác nên cân nhắc nhé. Đấy, giữa con V60 và con này thì các bác nên mua con V60, nó cho cái toàn bộ các thứ nó đều hơn hết, nó trừ mỗi cái màn hình giọt nước thì có người thích cái này không thích. Đấy, thì đấy là tùy các bác thôi nhé. Đấy, cho nên là em muốn nói với bác là nếu như bác nào đang cân nhắc về việc mua con Earwing này thì các bác nên xem những clip mà em đã từng chia sẻ về tất cả tần tật những cái gì em đã được trải nghiệm trên con Wing này. Và đến thời điểm này 6 tháng rồi thì em vẫn khuyên các bác là không nên mua con Earwing này. Đấy, còn nếu đã mua, nếu mà đã chọn yêu nó, đã muốn sử dụng nó, thích nó rồi thì em cũng khuyên thật các bác là thích nó vì điểm gì thì thích thôi, chứ mua nó nếu mà để mục đích giải trí chung thì cũng không nên. Đấy, còn bác nào muốn thích thì vẫn mua thôi, cũng chẳng sao cả, dùng vẫn được mà, em vẫn sử dụng nó 6 tháng nay chẳng sao cả, nó đáp ứng được gần như hết những cái nhu cầu em dùng bình thường. Đấy, cho nên là các bác con Newwin này nó khá là đặc biệt, cho nên các bác cũng phải một người khá là dở hơi thì mới mua nó. Ok, chào các bác nhé.